Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao xác định năm 2024, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và toàn diện. Bếp ăn miễn phí do nhóm tình nguyện viên người Việt cung cấp cho những người trong khu lánh nạn sau trận động đất tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Chính quyền địa phương và người dân tỉnh Đắk Nông chung tay tạo cảnh quan cho diện mạo nông thôn mới bằng những hàng rào cây xanh và đường hoa đẹp mắt. Sau đây là những nội dung chi tiết. Năm 2024, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và toàn diện. Đây là khẳng định của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 11 tháng 1 để thông tin về kết quả thực hiện công tác năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024. Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã thông tin cho báo chí về việc tổ chức chương trình Xuân quê hương năm 2024. Năm 2023, đối ngoại là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước. Theo đó, công tác đối ngoại góp phần giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định sinh sống, làm việc, vừa đóng góp cho nước sở tại, cũng như đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, số lượng người Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động, kết hôn, đầu tư tiếp tục tăng về số lượng và mở rộng về thành phần. Hiện có khoảng 6 triệu người ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là các nước phát triển. Vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Trong năm 2023, chúng ta đã xây dựng được một số các đề án, đặc biệt là cái đề án phát huy nguồn lực của kiều bào xây dựng đất nước trong tình hình mới. Ủy ban cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để sao cái quyền và lợi ích của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong các luật, đặc biệt gần đây là cái luật đất đai, dự kiến sẽ được thông qua trong thời gian tới là sẽ được đảm bảo. Trong năm 2023, Ủy ban phối hợp với cả Hội người Việt Nam tại Thái Lan cũng như tại Udon Thani, lần đầu tiên chúng ta đã khánh thành được một khu phố Việt được thừa nhận trên thế giới, thể hiện được cái vị thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gia tăng. Năm 2024, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và toàn diện nhằm thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện để kiều bào hướng về quê hương như tăng cường công tác nghiên cứu tham mưu kiến nghị chính sách, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, triển khai kế hoạch ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024, đổi mới nội dung và phương thức công tác dạy và học tiếng Việt. Trong năm 2024 thì Ủy ban sẽ tiếp tục tổ chức các cái hoạt động có tính chất thường niên như là Xuân quê hương, rồi là tổ chức chạy hè cho thanh thiếu niên kiều bào, hay là kiều bào đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1, rồi các cái lớp tập huấn tiếng Việt, triển khai các cái đề án ngày tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài, hay là cái đề án mà phát huy nguồn lực của kiều bào ta ở nước ngoài, tạo cho kiều bào ta một cái không gian, một cái môi trường để đóng góp được nhiều các cái ý kiến, tham mưu tư vấn được nhiều các chính sách, đặc biệt là kiến nghị các hoạt động cụ thể tổ chức tại Việt Nam cũng như là ở nước ngoài. Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, chương trình Xuân quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 2 năm 2024, tức ngày 22 và 23 tháng Chạp năm Quý Mão, với nhiều nội dung như chương trình gặp gỡ chiêu đãi kiều bào, chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp thiên anh hùng ca người sáng. Chiều mùng 10 tháng 1 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Đoàn công tác Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào do Thứ trưởng Kẹo Vi Súc Solarform dẫn đầu. Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ về tình hình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số của mỗi quốc gia, nhất trí đánh giá các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên đã đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào vận hành khai thác hệ thống giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng quốc gia. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi,
và đẩy mạnh triển khai các dự án cụ thể về nâng cao năng lực cho cán bộ vận hành cho Trung tâm Giám sát An ninh mạng Quốc gia Lào, cũng như hỗ trợ nước bạn đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ, đặc biệt đào tạo một số nội dung mới cần thiết như fintech chuyển đổi số. Hai bên cũng sẽ phối hợp để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển tên miền mã quốc gia của Lào nhằm góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, chính phủ điện tử, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, thiết lập hệ thống hạ tầng, đảm bảo an toàn thông tin cho các hội nghị cấp cao trong năm Lào đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN 2024. Nhân dịp này, Trung tâm Internet Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm Internet Quốc gia và Cục Viễn thông của Lào nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên Internet và đo lường tốc độ truy cập Internet tại Lào. Thưa quý vị, tại Nhật Bản, các lực lượng vẫn chạy đua với việc cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất. Những người Việt tại Nhật Bản cũng đang lá lành đùm lá rách hỗ trợ các nạn nhân vượt qua khó khăn. Một bếp ăn do nhóm tình nguyện viên người Việt đã được tổ chức trong khu lánh nạn tại của tỉnh Ishikawa, nhóm cung cấp những bữa ăn miễn phí cho những người đang phải sơ tán. Từ sáng sớm, nhóm tình nguyện viên đã đến khu vực lánh nạn này. Thực phẩm được chất đầy xe tải. Một bếp ăn người Việt được tổ chức để nấu những bữa ăn miễn phí cho những người trong khu lánh nạn. Ngoài những món Nhật Bản, cũng sẽ có những món ăn Việt Nam. Mọi người hầu hết là người cao tuổi. Tôi đã ăn một chút, đồ ăn Việt Nam như món giò rất ngon. Tham gia bếp ăn người Việt này là những tình nguyện viên, những tu nghiệp sinh Việt Nam đang sinh sống làm việc tại đây. Mỗi người một việc, từ chuẩn bị thực phẩm, chia khẩu phần, phân phát đồ ăn đến hỗ trợ những người cao tuổi già yếu. Sau khi chúng em được chính quyền địa phương đại sứ quán, lãnh đạo sứ quán cùng các anh chị hỗ trợ vượt qua giai đoạn cấp bách, giờ chúng em cũng đã tạm ổn. Chúng em rất vui được đến đây giúp đỡ những người dân địa phương. Bếp ăn người Việt sẽ được mở rộng tại những khu vực sơ tán cần sự hỗ trợ. Nhóm cũng kêu gọi thêm sự tham gia của các tình nguyện viên. Ngoài chuẩn bị những bữa ăn miễn phí, nhóm cũng đã chuyển hàng hóa cứu trợ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến cho cộng đồng người Việt, cũng như những người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất. Tiếp tục với các thông tin trong nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững và nâng cao đời sống của người dân, tỉnh An Giang đã và đang có những hoạt động rất tích cực trong việc đẩy mạnh đầu tư, phát triển du lịch nông nghiệp. Tỉnh tập trung chỉnh trang các khu, điểm du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại các tuyến đường kết nối điểm tham quan. An Giang cũng chú trọng triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hình ảnh điểm đến vùng nông thôn hấp dẫn với nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, an toàn, trong đó chú trọng đến sản phẩm du lịch có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao. Dựa vào lợi thế của hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc trưng văn hóa, sinh thái của một số địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch nông thôn. Bảo đảm các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, vươn lên cùng phát triển là một trong những nội dung của nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về phát huy truyền thống, sức mạnh, đại đoàn kết dân tộc. Những năm qua, tại nhiều địa phương, người dân và chính quyền đã cùng chung tay triển khai các mô hình đầy sáng tạo để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, các cán bộ, đảng viên ở đây từng bước vận động hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng, bên cạnh công việc nông nghiệp thuần túy, từ đó mang đến nhiều thay đổi tích cực cho quê hương. 5:30 sáng, trước giờ làm việc, ông Lương Cao Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đã tranh thủ đi tư vấn cho bà con cách làm homestay. Gia đình ông Thế cũng là hộ đầu tiên trong xã làm du lịch cộng đồng. Bởi vậy, mỗi lần đến nhà dân, nhờ đã có kinh nghiệm làm homestay, ông Thế đều tận tình hỗ trợ bà con rà soát từng hạng mục, thay đổi không gian và cảnh quan sống để phù hợp với kinh doanh du lịch. Anh Thế đi qua lại 5 lần 7 lượt định hướng cho để làm trồng cây xanh này, với lại là trồng vườn là ở theo khu vực môi trường xanh, vừa là phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Đêm hôm anh vẫn đến để vận động gia đình đảm bảo để phát triển du lịch. Chúng tôi cũng vận động bà con là lấy những cây vật liệu thân thiện để về mình bổ, mình đan, mình rào lại để cho nó phù hợp với cảnh quan thiên nhiên ở đây, không bị bê tông hóa quá. Từ đường, từ ngõ, từ tất cả vườn được của mình nó phải sạch sẽ. Bây giờ xem chị xử lý như nào nào. Ông Thế còn hướng dẫn bà con cách phân loại rác, nuôi nhốt gia súc trong khu vực riêng hay cách đón tiếp khách. Mục tiêu là homestay có cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, thân thiện với môi trường, đồng thời giữ được nếp nhà sàn truyền thống của người dân tộc Tày.
Từ những nỗ lực và sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân, sau 2 năm triển khai phát triển du lịch cộng đồng, xã Nghĩa Đô đã có 28 hộ đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ homestay. Trước đây là không có thu nhập, chỉ có đủ ăn thôi. Thì từ khi làm du lịch thì gia đình mình được thu nhập cái nuôi các cháu đi học đến đại học đấy, khuôn viên nhà cửa đường làng ngõ xóm ăn sạch ở sạch. Từ cái năm tôi làm dịch vụ này đón khách thì tôi rất thoải mái, rất là thích thú, tuy vất vả một tí thôi nhưng lại được gặp tất cả các đoàn khách ở mọi người nơi về, mỗi người lại có cái nét sống riêng, hòa đồng riêng của nó rất là vui. Năm 2023, cụm 5 hộ homestay tại xã Nghĩa Đô đã đạt giải thưởng ASEAN giai đoạn 2023-2025. Cái trách nhiệm là vừa lãnh đạo xã, là người đảng viên, tôi phải làm cái đầu tiên để làm được rồi thì chúng tôi xuống tuyên truyền vận động bà con. Đối với các hộ chưa quyết tâm làm thì về cá nhân tôi sẽ kiên trì, tôi sẽ tiếp tục thuyết phục họ để cho các hộ có thêm thu nhập, để cho quê hương càng ngày nó càng giàu đẹp hơn. Nhằm góp phần điểm tô cho bức tranh làng quê thêm tươi mới, đầy sức sống, ngay khi những tuyến đường liên thôn liên xã được bê tông hóa, sạch sẽ khang trang, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã chung tay tạo cảnh quan cho diện mạo nông thôn mới bằng những hàng rào cây xanh và những đường hoa đẹp mắt. Thuận An là xã biên giới đầu tiên hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nhiều con đường được bê tông hóa, càng đặc biệt hơn khi có thêm điểm nhấn là những vạt hoa cúc, hoa 10 giờ kết hợp cỏ lạc rực rỡ sắc màu, hay những hàng cau dọc hai bên các con đường tạo nên sự thoáng đãng, sạch sẽ, mát mẻ. Đường xã sạch sẽ này đi khắp chỗ nào có đẹp. Trước thì vào đất cỏ danh này, bụi này, nằm với nhau là cứ bụi mù, chán. Nhưng bây giờ thoải mái rồi. Tùy từng đoạn đường, người dân tự quyết định trồng loại hoa nào cho phù hợp. Để duy trì đường hoa luôn xanh tốt, sạch sẽ vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần, nhân dân tổ chức làm vệ sinh chung đường thôn, bon, nhà văn hóa, các tỉa cây xanh ven đường. Việc chăm sóc con đường hoa được chính quyền địa phương triển khai đến các thôn bon trực tiếp thực hiện và được bà con hưởng ứng đồng tình cao. Tôi thấy là phấn khởi lắm. Thấy đường xá bên hai thôn Đức Hòa và Đức An á, làm cây xanh rất chi là đẹp. Mỗi người ý thức là phải cắt tỉa rồi chăm sóc. Xã Thuận An cũng phấn đấu lên cái nông thôn mới nâng cao. Trên tinh thần như thế thì đảng ủy cũng đã ban hành một cái nghị quyết chuyên đề từ năm 2021 để lãnh đạo toàn thể nhân dân trong xã thực hiện cái chủ trương này. Thì qua hơn 2 năm tổ chức thực hiện thì nói chung là ý thức của người dân thực hiện rất tốt. Thì đường nông thôn bây giờ là đã sáng gần như 100%, xanh sạch. Những tuyến đường ngày nào hai bên toàn cỏ dại nay được thay thế bởi những hàng hoa rực rỡ và đầy sức sống, góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, làm đẹp cảnh quan nông thôn, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem lại trực tuyến các nội dung của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào kênh YouTube VTV4 hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.